Thực ra là bệnh mạch vành trong năm vừa qua nó cũng đã có rất là nhiều những điểm mới. Chúng ta có thể chia ra làm hai cái chính và quan trọng nhất, đó là những cái quan điểm đưa về hội chứng vành mạn, bao gồm có đưa ra cái khuyến cáo về chẩn đoán với điều trị bệnh mạch vành mạn của Hội Tim mạch châu Âu năm 2019, có cái vai trò của chụp các lớp vi tính trong chẩn đoán các cái bệnh lý mạch vành, đối với cả cái điều trị thiếu máu cơ tim và một loạt những cái chiến lược trong điều trị can thiệp của hội bệnh mạch vành mạn tính, có điều trị kháng huyết khối cho hội chứng mạch vành mạn tính và thay đổi lối sống và dự phòng bệnh mạch vành. Tương tự như vậy sẽ có hội chứng mạch vành cấp tính, và đây là năm nay thì cái mà chúng tôi muốn đưa ra nhiều nhất, đó chính là có cái khuyến cáo mới của Hội Tim mạch châu Âu, trong đó nhấn mạnh về cái câu chuyện hội chứng mạch vành mạn tính. Mà vì sao lại như vậy? Bởi vì là chúng ta đã biết là trước đây thì tất cả câu chuyện bệnh mạch vành mạn tính hay là cấp tính là liên quan đến cái mảng xơ vữa, và cứ khi nào cái mảng xơ vữa nó vỡ ra chúng ta sẽ hội chứng mạch vành cấp, và khi nào nó ổn định thì nó gọi là mạn. Thì bây giờ người ta thay đổi cái quan điểm đi một chút, và người ta thấy rằng là cái tiến trình này là một quá trình xảy ra một cách liên tục, bất kỳ một thời điểm nào, kể cả lúc các bạn đồng nghiệp đang ngồi đây, chúng ta cũng có mảng xơ vữa bị nứt vỡ ra. Và nếu như chúng ta kiểm soát được cái chuyện đó bằng lối sống, bằng đặt stent, bằng cái kiểm soát lipid máu hay là kháng đông chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta sẽ giảm giảm cái nguy cơ. Và thậm chí người ta còn mạnh mẽ đưa lên cái sơ đồ là gì ạ? Là nếu chúng tái thông mạch vành ở những nhóm bệnh nhân nguy cơ cao thì chúng ta sẽ làm giảm cái nguy cơ phát triển hội chứng vành cấp. Thì đây là những cái quan điểm mới. Còn trước đây thì chúng ta nghĩ rằng là hai cái vai trò giữa điều trị nội khoa, điều trị can thiệp vân vân nó là cách biệt với nhau. Còn bây giờ nó gộp chung lại, và chúng ta cố gắng để kìm hãm, để ngăn ngừa cái tiến triển của bệnh lý mạch vành cấp tính là dựa trên cái câu chuyện này. Tuy nhiên cái khoảng thời gian 12 tháng còn là cái điểm rất là nhiều tranh cãi, và có thể trong năm 2020 chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đưa ra cái ranh giới mới, ví dụ như là 3 tháng, 6 tháng vân vân. Đối với cả câu chuyện hội chứng mạch vành mãn tính thì người ta đưa ra 6 cái bệnh cảnh chính, trong đó là ba nhóm: một nhóm là chưa bao giờ được chẩn đoán, một nhóm đã tái thông mạch vành, và một nhóm là không có các bệnh lý liên quan đến các mạch máu lớn. Thì đặc biệt trong cái nhóm chưa được chẩn đoán thì lần đầu tiên đưa cái nhóm là nó có khó thở vào. Trước đây bệnh nhân mạch vành vào chúng ta nghi ngờ thì là trên cơ sở gì ạ? Đau ngực hoặc là cái bất thường về điện đồ vân vân. Thì bây giờ đưa thêm cái nhóm là gọi là khó thở, và trên cơ sở đó chúng ta phải sàng lọc về bệnh lý mạch vành. Thế ngoài ra thì còn có cái nhóm bệnh lý ổn định mạn tính, thì khi bệnh nhân đã có tái thông mạch vành rồi thì trong vòng 1 năm hoặc là quá 1 năm thì chúng ta cũng chia làm hai cái thể khác nhau, và trên cơ sở đó chúng ta phải lượng giá các cái nguy cơ khác nhau liên quan đến biến cố hay không. Thế thì những cái điểm mới trong vấn đề chẩn đoán và hội chứng mạch mạn tính thì trong đó thì lần đầu tiên cái vai trò của chụp cắt lớp vi tính được đưa lên hàng rất là cao, còn cái vai trò của điện liệu pháp kháng sức thì bị giảm xuống. Còn đâu đó chúng ta vẫn còn có những biện pháp khác để đánh giá thiếu máu cơ tim, ví dụ như siêu âm kháng sức, SPECT vân vân. Thì đối với cả câu chuyện bệnh vành mạn tính, khi bệnh nhân mà có nghi ngờ bệnh mạch mạn tính thì bắt buộc chúng ta phải loại trừ hội chứng mạch vành cấp tính, và đấy là cái phác đồ đầu tiên. Và khi chúng ta đã loại trừ cái bệnh lý mạch vành cấp tính rồi thì lúc đó chúng ta mới đánh giá và phân tầng nguy cơ, và cái việc phân tầng nguy cơ phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn các biện pháp chẩn đoán. Và như ở đây các bạn đồng nghiệp có thể nhìn thấy, chúng ta sẽ sử dụng cái chụp cắt lớp vi tính như là một cái biện pháp để chẩn đoán. Thế thì tại sao lại là như vậy? Thì trước đây chúng ta đã có những cái thử nghiệm này rồi, và năm 2016, 2017 đã có thử nghiệm là Converse, trong đó đánh giá trên 1.500 bệnh nhân và cho thấy là gì ạ? Là chúng ta có thể sử dụng cái cắt lớp vi tính giống như là một cái gọi là gatekeeper, tức là chúng ta có thể lựa chọn ở bệnh nhân nào đi chụp mạch vành, đi can thiệp mạch vành hoặc không. Thế thì từ những năm 2016 đã là như vậy rồi, và tiếp theo những cái thử nghiệm mở, ví dụ như là thử nghiệm Scott H năm 2018 năm ngoái thì đã cho thấy là gì ạ? Là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cái biện pháp này như biện pháp đầu tay để lựa chọn. Và cái việc chúng ta sử dụng chụp cắt lớp vi tính mạch vành nó không làm tăng tần suất chụp là tái thông mạch vành, nhưng mà nó cho phép là chúng ta có thể kiểm soát được tốt hơn, làm hạn chế được các cái tỷ lệ các cái liên quan đến việc là gì ạ? Là bệnh nhân phải tái nhập viện, thời gian nằm viện vân vân. Và chính vì thế cho nên là chúng tôi mới thấy là gì ạ? Trong cái khuyến cáo của ESC năm 2019 người ta mới đưa ra cái vai trò của chụp cắt lớp vi tính đã trở thành một cái hàng đầu. Và nếu như những bệnh nhân nào có nguy cơ bệnh lý thấp, rồi khi mà bệnh nhân ở chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm về liên quan đến chụp cắt lớp vi tính, khi mà chúng ta đã có tiền sử bệnh lý mạch vành thì lúc đấy chúng ta sẽ chọn chụp cắt lớp vi tính mạch vành giống như là một cái biện pháp đầu tiên. Thế thì trước đây thì chúng ta làm nhiều biện pháp khác đối với cả những bệnh nhân ở nguy cơ thấp, còn bây giờ nếu bệnh nhân nguy cơ thấp để loại trừ chúng ta sẽ dùng cái biện chụp cắt lớp vi tính mạch vành nhiều hơn. Thế thì thực ra là chúng tôi rất là e ngại câu chuyện là gì ạ? Là nếu mà chúng ta áp dụng theo đúng khuyến cáo có thể chúng ta sẽ trở thành là lạm dụng các cái triển chụp cắt lớp vi tính mạch vành. Tuy nhiên là thực tế cho thấy là các bằng chứng cho thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta phân tầng đánh giá nguy cơ bằng các yếu tố nguy cơ hoặc triệu chứng nóng vân vân,
Và khi bệnh nhân đến với phòng khám chúng ta và chúng ta cần phải loại trừ, thì rõ ràng là cái việc mà chụp cắt lớp đa dãy mạch vành sẽ cho phép là rút ngắn cái thời gian bệnh nhân nằm viện và cho phép là chúng ta có thể kiểm soát bệnh nhân một cách tốt hơn. Và chính vì thế cho nên là trong năm sắp tới thì nó có một thử nghiệm đang diễn ra, gọi là thử nghiệm PRECISE. Trong đó khi bệnh nhân vào viện có đau thắt ngực, người ta chia làm hai nhánh, chụp cắt lớp vi tính mạch vành, đánh giá cái phân số gọi là dự trữ phân số mạch vành trên CT, và trên cơ sở đó định hình cái cách mà chúng ta đang làm. Và bắt đầu thử nghiệm này sẽ đang tuyển bệnh nhân với số lượng bệnh nhân cỡ khoảng 2.100 thì đó, thì sau độ vài năm sắp tới chúng ta sẽ có câu trả lời là cái việc mà chúng ta chụp các lớp vi tính mạch vành làm được cái gì, có chẩn đoán ra được cái phân số tổng máy mạch vành hay không, và có làm thay đổi cái cách mà chúng ta tiên lượng bệnh nhân hay không. Thì đấy là đối với cả câu chuyện mà chẩn đoán cái bệnh mạch vành ổn định mãn tính thì có điểm thay đổi là như vậy. Đối với cả câu chuyện điều trị, chúng ta nhìn thấy là có cái vai trò của việc điều trị tối ưu ngày càng được đưa lên một cách rất là rõ ràng. Trước đây thì có rất là nhiều cái để mà chúng ta gọi là thảo luận. Tuy nhiên bây giờ người ta thấy là gì ạ? Là đối với cả cái câu chuyện là bệnh lý mạch vành mãn tính thì cái việc điều trị kiểm soát đau thắt ngực là việc hết sức quan trọng, và chúng ta cần phải phối hợp hoặc là cá thể hóa cái việc điều trị những cái cơn đau thắt ngực như thế này. Có thể có rất là nhiều thứ thuốc khác nhau, và trước đây và hiện nay thì quan điểm châu Âu vẫn đưa ra là chạy beta giao cảm và chạy kênh canxi vẫn là cái thuốc đầu tay để chúng ta kiểm soát cái điều trị đau thắt ngực. Tuy nhiên còn có những cái dòng thuốc khác được đưa lên hàng đầu, và tùy theo từng trạng thái bệnh nhân mà chúng ta có thể có cái phác đồ điều trị khác nhau. Vậy tóm lại là đối với câu chuyện hội chứng mạch vành mãn tính thì cái việc phối hợp và cá thể hóa điều trị là hết sức quan trọng. Tiếp theo là gì ạ? Là câu chuyện là tái thông mạch vành cho hội chứng mạch vành mãn tính là như thế nào? Thì bao giờ có hai câu hỏi đặt ra là chúng ta làm khi nào? Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Vẫn chỉ định vẫn một cách kinh điển là khi có tổn thương thân trung, khi có đoạn tổn thương đoạn 1 của LAD, khi có tổn thương nhiều thân, suy tim, diện thiếu máu cơ tim lớn, hoặc là triệu chứng điều trị mà triệu chứng đau thắt ngực hoặc là giảm dung nạp gắng sức mà chúng ta điều trị nội khoa tối ưu nó không thay đổi. Và trên cơ sở đó người ta sẽ lựa chọn phẫu thuật hay can thiệp phụ thuộc vào cái điện bối cảnh lịch sử, phụ thuộc vào phức tạp của bệnh lý, phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân có đái đường hay không, hoặc là cái việc mà chúng ta có thể tái thông mạch vành toàn bộ hay không. Thì như bác sĩ Ba Hiếu đã từng báo cáo, cái câu chuyện là tái là đối với cả đau ngực ổn định mà có thiếu máu cơ tim thì thực ra kết quả của ischemy cho thấy là gì ạ? Là chúng ta tái thông mạch vành hay điều trị nội khoa tối ưu thì giá trị gần giống nhau. Tuy nhiên là gì? Ở đây là chúng ta đã loại trừ những bệnh nhân có triệu chứng nặng nề, có tổn thương thân trung và có giảm EF. Vì vậy thực ra là gì? Nếu bệnh nhân đau ngực ổn định mãn tính mà có tổn thương thân trung, có EF giảm, có triệu chứng rất là nặng nề hoặc là có mức độ suy tim NIHA độ 2, độ 3 thì cái việc tái thông mạch vành nó vẫn đem lại hiệu quả tái thông mạch vành. Tuy nhiên câu chuyện nó không dừng lại câu chuyện tái thông mạch vành bằng stent hay bằng phẫu thuật, mà chúng tôi có một cái thử nghiệm khác mà thực ra đối với cả khía cạnh là một bác sĩ tim mạch can thiệp thì tôi coi đây là thử nghiệm quan trọng nhất đối với chúng tôi, đối với cả nghề tim mạch can thiệp, đó là thử nghiệm DeFi PCI. Cho thấy là gì ạ? Thử nghiệm DeFi PCI là một thử nghiệm rất là lý thú. Người ta làm can thiệp mạch vành xong, đặt stent xong, sau đó người ta dùng FFA để đo lại, và tất cả các ca thì đo FFA một cách mù để không gọi là các bác sĩ tim mạch là không biết, nhưng các bác sĩ tim mạch can thiệp nói rằng là đây kết quả can thiệp tôi tốt rồi. Chúng ta đo lại FFA thì chúng ta phát hiện ra thấy gì ạ? 25% những cái trường hợp chúng ta nói rằng tốt thì thực ra FFA nó vẫn là bé hơn 0.08, tức là chúng ta vẫn cần phải làm tiếp. Vì thế cho nên là cái được gọi là thực sự là can thiệp thế nào được gọi là tốt, đây vẫn là một cái dấu hỏi. Và có thể bây giờ chúng ta sẽ làm FFA nhiều hơn, đo đạc cách kỹ càng hơn để tìm ra được xem là vì sao những trường hợp mà chúng ta nhìn hình ảnh thấy tốt như vậy mà vẫn còn thiếu máu cơ tim trên lâm sàng. Và đấy cũng là lý do vì sao mà gì ạ? Các cái nhánh suy tim thiếu máu cơ tim khi mà chúng ta so sánh điều trị nội khoa nó không có gì khác biệt, bởi vì thực ra là bác sĩ tim mạch can thiệp làm chưa tốt. Thì ra theo ý kiến cá nhân, nếu đây là tôi là bác sĩ tim mạch can thiệp thì đây là thử nghiệm lâm sàng quan trọng nhất trong năm 2019, và chúng ta sẽ còn thảo luận rất là nhiều, và ngay trong cái hội tim mạch can thiệp Hoa Kỳ người ta cũng thảo luận rất là nhiều câu chuyện này. Tiếp theo nữa là gì ạ? Có một câu hỏi rất là lý thú là trước đây là chúng ta điều làm can thiệp là chúng ta dựa vào hình ảnh hay là chúng ta dựa vào mức độ thiếu máu cơ tim, và câu trả lời luôn luôn là gì? Là chúng ta dựa vào mức độ thiếu máu cơ tim bằng FFA. FFA là một cái gì đấy tiêu chuẩn vàng, còn tốt hơn cả mắt chúng ta nhìn trên phim Angio, tốt hơn cả IVUS. Tuy nhiên là lần đầu tiên trong năm 2019 cũng thử nghiệm gọi là Forza để so sánh cái việc chúng ta dùng OCT với FFA, thì lần đầu tiên chúng ta thấy là gì ạ? Hình ảnh OCT tốt hơn FFA, làm cải thiện lâm sàng. Như vậy đây là lần đầu tiên là cái chúng ta nhìn thấy có thể làm thay đổi được số phận của bệnh nhân. Nó khác với chuyện trước đây chúng ta phải đo đạc để xem mức độ thiếu máu cơ tim là như nào. Tất nhiên đây là nghiên cứu, một cái nghiên cứu gọi là đánh giá cho một trung tâm với số lượng bệnh nhân là mới có 350. Nhưng ít nhất nó cũng sẽ mở ra một cái thời đại mới để cho chúng ta nhìn thấy có thể là FFA so với IVUS, so với cả Angio nó nhìn kỹ càng hơn, và chúng ta có thể cho bệnh nhân
có được cái outcome tốt hơn nếu chúng ta tối ưu tất cả câu chuyện đặt stent chúng ta. Tiếp theo là cái chiến lược can thiệp mạch vành đối với cả hội chứng mạch vành mãn tính, thì Hội Tim mạch châu Âu đưa ra rất là rõ ràng là đối với cả những tổn thương trên hẹp 90% chúng ta mới làm can thiệp, còn nếu mà dưới 90% chúng ta phải đo FFA hoặc là phải có bằng chứng thiếu máu cơ tim trong một cái diện lớn nào đó chúng ta mới làm. Đấy, và tương tự như vậy, khi mà chúng ta làm tái thông mạch vành, và đây là thử nghiệm mà bác sĩ Đạt đã báo cáo và gây ra rất nhiều tranh luận, thì lúc là trước đây là năm 2018, Hội Tim mạch châu Âu và Hội Phẫu thuật Tim mạch châu Âu đã thống nhất là gì ạ, là cho phép chúng ta can thiệp với cả tổn thương thân trung động mạch vành trái nếu như điểm danh tắc thấp. Tuy nhiên là gì ạ, là đối với cả thử nghiệm Excel cho thấy, và ở đây một điểm rất quan trọng là trong vòng 1 năm đầu tiên thì ok, 30 ngày đầu tiên thì can thiệp có vẻ là kém hơn so với cả mổ bắc tốt hơn so với cả mổ bắc cầu. Trong vòng từ 30 ngày cho đến 3 năm thì can thiệp và bắc cầu là tương đương, nhưng sau 3 năm đến 5 năm thì can thiệp thì tồi hơn. Như vậy là chúng ta cần phải xem xét lại một chút trong cái câu chuyện là gì ạ, là chúng ta phải điều trị tối ưu bệnh nhân như thế nào, tái thông mạch vành có đầy đủ và toàn diện hay không thì lúc đấy nó mới tốt được. Và đó cũng là cái việc nhấn mạnh cái việc chúng ta cần phải có dữ liệu dài hạn, ít nhất là 5 năm và 10 năm. Và đó là lý do vì sao chúng ta có cái câu chuyện của thử nghiệm xanh tắc sau 10 năm. Đây là dữ kiện của xanh tắc sau 10 năm. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Là kết quả của mổ bắc cầu nối đối với cả tổn thương nhiều thân mạch vành vẫn tốt hơn là can thiệp. Như vậy là đối với những trường hợp mà tổn thương lan tỏa nhiều thân mạch vành, chỉ định số 1 vẫn là gì ạ? Mổ bắc cầu nối. Chỉ khi nào là gì? Khi mà cái nguy cơ của phẫu thuật nó quá lớn, nó làm nặng nề hơn cái tiên lượng của bệnh nhân, chẳng hạn có bệnh lý phổi kèm theo vân vân, thì lúc đó chúng ta lựa chọn con đường can thiệp. Thì lúc đấy chúng ta mới có thể đảm bảo được lợi ích của bệnh nhân, và đây là dữ liệu trên cơ sở theo dõi 10 năm. Tương tự như vậy, chúng ta có những cái điểm mới khác liên quan đến điều trị chứng mạch vành mãn tính, và trong đó lần đầu tiên được nhấn mạnh rất là sâu sắc về cái câu chuyện là điều trị kháng huyết khối. Thế thì điều trị kháng huyết khối là như thế nào và vì sao lại như vậy? Thì trong hội chứng mạch vành mãn tính có một thử nghiệm rất là quan trọng là thử nghiệm THEMIS, được công bố cho thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta điều trị kháng huyết tập tiểu cầu kép hội chứng mạch vành mãn tính thì chúng ta thấy là gì ạ? Đối với cả THEMIS, nếu như tất cả các bệnh nhân hội chứng mạch vành mãn tính chúng ta điều trị thì tỷ lệ tiêu chí liên quan đến các biến cố tim mạch chính, tử vong tim mạch, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não là tương đương. Trong khi đó chúng ta xin lỗi là khi chúng ta dùng kháng tiểu cầu kép có thể làm giảm bớt đi cỡ khoảng độ 10%. Đây ạ, 0.8% ở đây. Tuy nhiên là chúng ta làm tăng tỷ lệ chảy máu cỡ khoảng là một tỷ lệ thật, tỷ lệ gọi là actual là 1.2%. Nếu như ở cái nhóm mà chúng ta được can thiệp mạch vành thì thực sự là cái này chúng ta có thể có hiệu quả tốt hơn, tức là chúng ta làm giảm biến cố cỡ khoảng 1.3, làm tăng nguy cơ chảy máu lên 0.9. Như vậy là gì ạ? Là nếu mà những cái bệnh nhân mà điều trị mà có cái bệnh lý mạch vành mãn tính mà được can thiệp thì lúc đó chúng ta có thể cân nhắc cái chuyện điều trị kháng tập kiểu kéo dài qua cái thử nghiệm THEMIS PCI. Tuy nhiên là vì nó tăng chảy máu cho nên một cái xu hướng cơ bản là chúng ta làm thế nào để rút ngắn thời gian được dùng VAPT. Và đây là cái bảng mà các bạn đồng nghiệp đã rất quen thuộc. Chúng ta đánh giá trong vòng 1 năm chúng ta sử dụng DAP, sau đó chúng ta dùng Preside DAP trong vòng 1 năm và sau 1 năm chúng ta dùng DAP để đánh giá. Nhưng cái câu chuyện nó hơi khác đi một chút khi chúng ta đặt cái câu chuyện là những cái bệnh lý hội chứng mạch vành mãn tính sau khi làm can thiệp. Thì đây là cái cách tiếp cận mới trong những cái câu chuyện hội chứng, tức là sau khi chúng ta đặt hội chứng bành cấp sau 1 năm thì lúc đấy chúng ta bắt đầu phải đánh giá yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, đánh giá xem bệnh nhân có biến cố mạch vành, nguy cơ bệnh biến cố mạch vành hay không. Nếu có biến cố mạch vành, tức là có chữ C, chúng ta lựa chọn kháng tiểu cầu kép. Nếu có biến cố mạch máu, ví dụ như tai biến mạch não, chúng ta có thể kết hợp với cả kháng đông đường uống để mà bảo vệ mạch máu được tốt hơn. Và nếu có nhiều bệnh lý phức hợp kèm theo, tức là có D, thì nhiều khi chúng ta chỉ quay trở về sử dụng một mình một thuốc kháng tập tiểu cầu. Thì đây là cái cách lựa chọn dựa trên ba chữ CBD theo cái khuyến cáo của Hội Tim mạch mà châu Á Thái Bình Dương đưa ra, để trên cơ sở đó chúng ta có thể tối ưu được cái phác đồ điều trị kháng huyết khối sau một cái hội chứng bành cấp cái ở trong giai đoạn mãn tính. Tất nhiên trong giai đoạn mãn tính là 3 tháng, là 6 tháng hay là 12 tháng, chúng ta còn cần nhiều điều khác để nói nữa. Thế thì cái xu thế cơ bản bây giờ hiện nay nó có 3 xu thế. Một là rút ngắn cái thời gian dùng kháng tiểu cầu kép, thứ hai là chúng ta điều trị xuống thang, và thứ ba là chúng ta rút aspirin ra khỏi cuộc chơi để làm giảm bớt nguy cơ chảy máu cho người bệnh. Thế thì những cái dữ kiện mới trong năm 2019 là như thế nào? Thì năm 2018 chúng ta thấy là gì ạ? Sau hội chứng vành cấp chúng ta có thể rút ngắn thời gian kháng tiểu cầu kép với cái loại stent đặc biệt là stent combo. Nó có hai mặt, một mặt thì chống để tái hẹp, một mặt thì nó làm cho phủ nội mạc cách tốt hơn, và vì thế chúng ta có thể làm giảm thời gian kháng tập tiểu cầu kép sau hội chứng vành cấp chỉ còn 3 tháng và kết quả tương đương. Chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Là khá là tương đương trong cái câu chuyện 3 tháng với 12 tháng, và so sánh cả Smart Choice thì chúng ta thấy là gì ạ? Là một cái tương tự như vậy, so sánh 6 tháng với 12 tháng nhưng với các loại stent khác không phải là stent có phủ lớp nội mạc thì nó có thể làm tăng tỷ lệ nhồi máu cơ tim. Như vậy thực ra là gì ạ? Đối với cả hội chứng vành cấp chúng ta có thể dùng các loại stent đặc biệt để rút ngắn thời gian DAPT.
Thế thì trong năm 2019 thì nó ra đời hai thử nghiệm khác khá là quan trọng, đó là thử nghiệm Onyx One được công bố trong TCT, tức là nó dùng những cái loại đời stent thế hệ mới nhất, và trong đó so sánh cái việc mà chúng ta sử dụng cái kháng thể của kép chỉ có một tháng thôi ở những bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao so với cả cái stent bioquinolone trước đây chúng ta vẫn đang dùng, và kết quả cho thấy là gì ạ, là tỷ lệ nó nghiêng về cái loại stent mới, các tỷ lệ biến cố là khá là tương đồng, trong đó tỷ lệ huyết khối trong stent thì còn thậm chí đối với stent mới còn tốt hơn. Như vậy là gì ạ, là đối với cả những bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao chúng ta hoàn toàn có thể dùng DAPT có một tháng thôi với cái loại stent mới nhất. Tương tự như vậy với thử nghiệm Evolve Short DAPT công bố trong TCT tháng 9 2019 vừa rồi, cũng là một việc tương tự như vậy, là nếu chúng ta sử dụng loại stent mới nhất là stent Synergy thì có thể cho phép là chúng ta làm giảm tỷ lệ biến cố và rút cái thời gian kháng ngưng tập tiểu cầu kép chỉ còn 3 tháng. Như vậy là gì ạ, những bệnh nhân chảy máu cao chúng ta hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian chảy máu, rút ngắn thời gian sử dụng kháng tiểu cầu kép cỡ khoảng 3 tháng, 1 tháng tùy theo cái loại stent chúng ta đang dùng. Và kể cả trong cái phân nhóm Onyx One, tức là đặt stent cho cái vị trí thân trung, chúng ta vẫn có thể sử dụng cái thời gian giảm cái gọi là kháng ngưng tập tiểu cầu còn 1 tháng. Như vậy là gì ạ? Rõ ràng là những công nghệ mới về mặt stent rồi kỹ thuật đã cho phép chúng ta an toàn hơn và có thể sử dụng tận dụng tốt hơn nếu như bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao. Còn nếu nguy cơ chảy máu không cao thì các bạn cứ vui lòng kéo dài 6 tháng, 12 tháng giống như khuyến cáo như bình thường. Thế thì một xu hướng, đấy là một xu hướng là rút ngắn thời gian. Xu hướng thứ hai là gì ạ? Là chúng ta giảm bớt một thuốc. Thì nó có một loạt các thử nghiệm lâm sàng được công bố trong ACC năm 2019. Nếu chúng ta chỉ dùng một mình clopidogrel sau khi PCI, đây là thử nghiệm stop DAPT 2, chúng ta thấy là gì ạ? Là có tăng nhẹ tỷ lệ huyết khối trong stent, nhưng còn các tỷ lệ biến cố khác là tương đương. Chính vì thế cho nên người ta đặt ra một câu hỏi, nếu không phải clopidogrel thì sao? Thì đây là các cái loại ức chế PA-IMA khác lộn xộn tất cả các loại, từ cái này chỉ là rút thuần túy đơn thuần là aspirin, cũng công bố trong ACC năm 2019 là thử nghiệm Smart Choice, cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy là cái tỷ lệ biến cố là tương đương, thậm chí chảy máu đỡ hơn. Và cuối cùng đặc biệt quan trọng là bác sĩ Hạnh đã từng nói, đấy là thử nghiệm Twilight, trong đó là gì ạ, là chúng ta có thể sử dụng là cắt bớt đi một aspirin, chỉ dùng ticagrelor trong khoảng 2 năm sau đó, thì chúng ta thấy là gì ạ, tỷ lệ chảy máu đỡ hơn hẳn. Đương nhiên là sử dụng một thuốc phải đỡ hơn hai thuốc, và đồng thời cái tỷ lệ biến cố nó không có gì khác biệt. Và đặc biệt quan trọng là trong nhóm thử nghiệm Twilight có rất nhiều bệnh nhân mà có nguy cơ tắc stent, tức là cái tính phức tạp của thủ thuật rất là cao. Và vì thế chúng ta có một công cụ mới cho phép chúng ta có thể làm được chuyện đó. Như vậy là gì ạ? Lần đầu tiên chúng ta có rất nhiều bằng chứng trong năm 2019 cho thấy là gì? Chúng ta có thể dùng một mình một cái kháng PA-IMA2 sau khi làm can thiệp, kể cả khi bệnh nhân có cái tính phức tạp trong cái thủ thuật. Tuy nhiên, đấy là những cái thứ mà chúng ta còn cần thêm nhiều nữa, các cái công bố khác để chúng ta nhìn xem nó có cùng một hướng hay không. Một cái điều khá là lý thú là trong năm 2019 chúng ta còn có thấy là gì ạ? Là trên cơ sở những dữ liệu này chúng ta có thể dự báo được khả năng xuất hiện biến cố sử dụng cái trí tuệ nhân tạo. Và đây là người ta sử dụng các thuật toán mới cho thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta sử dụng trí tuệ nhân tạo, chúng ta có thể dự báo được tốt hơn cái khả năng xảy ra biến cố, lúc nào thì có khả năng xảy ra biến cố tắc mạch, lúc nào xảy ra biến cố chảy máu, và trên cơ sở đó chúng ta có thể phối hợp các cái biện pháp điều trị tốt hơn. Thế thì đấy là cái câu chuyện là sau hội chứng mạch cấp bao giờ chúng ta cũng có cái nguy cơ tồn dư, nó liên quan đến ba cái mặt cơ bản, liên quan đến bậc thang chống đông, liên quan đến mặt bậc thang về viêm và liên quan đến bậc thang về lõi lipid. Và chính vì thế trong năm 2019 chúng ta có một cái mục tiêu mới tốt hơn, thấp hơn trong việc kiểm soát LC cholesterol mà anh Hạnh cũng đã nhắc đến trong lần này. Năm mới chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta bỏ cái liên mối gọi là chia giữa cái việc mà dự phòng tiên phát hay là thứ phát, chúng ta đều xếp loại bệnh nhân là theo các mức độ nguy cơ biến cố khác nhau. Và nếu như nguy cơ biến cố tim mạch mà rất cao thì chúng ta cần phải đạt được cái đích là 1.4 mol trên lít đối với cả LC cholesterol, và chúng ta hạ được trên 50% so với bình thường. Chúng ta nhớ lại các khuyến cáo trước đây là hoặc, còn bây giờ là hai cái tiêu chuẩn này là phải và, đồng thời vừa hạ được trên 50% LC cholesterol và đồng thời đạt được cái đích là 1.4. Và đặc biệt là nếu như bệnh nhân có tái phát biến cố trong 1 năm đấy, thì lúc đó chúng ta còn phải hạ cái mục này xuống còn 1.0. Như vậy là càng ngày chúng ta càng nhấn mạnh hơn cái câu chuyện là chúng ta hạ LC cholesterol xuống. Và chúng ta có thêm các công cụ khác để chúng ta tính điểm. Và trên cơ sở tính điểm, chúng ta phải biết được cái nhóm nào có nguy cơ xảy ra biến cố cao, và trên cơ sở đó chúng ta phải phối hợp kết hợp. Chẳng hạn ở đây người ta chia làm các cái nhóm để phân tầng để tối ưu hiệu quả dự phòng, trên cơ sở chúng ta phối hợp giữa ezetimibe với một cái statin khác nhau. Câu chuyện tiếp theo là gì ạ? Là chúng ta hoàn toàn có thể dùng sớm PCSK9 ngay sau can thiệp hội chứng bành cấp để chúng ta có thể tối ưu được cái câu chuyện mà kiểm soát LC cholesterol. Và đây là bảng kết quả cho thấy là gì ạ? Là nếu sau hội chứng bành cấp chúng ta can thiệp xong, chúng ta dùng statin, chúng ta phối hợp với PCSK9, chúng ta có thể đạt được một tỷ lệ rất là lớn, có thể đưa được cái ngưỡng LC cholesterol xuống dưới 1.4 giống như đích của chúng ta đang cần. Và chính vì thế cho nên là khi nào phối hợp, lúc mà chúng ta dùng statin mà LC cholesterol nó vẫn còn loanh quanh cỡ khoảng từ 100 đến 70, thì đấy là lúc chúng ta cần phải nghĩ đến phối hợp với ezetimibe hoặc là phối hợp với PCSK9.
Và bên cạnh cái câu chuyện là non-statin đó thì chúng ta còn có thêm gì ạ? Còn có thêm một cái thử nghiệm lâm sàng là thử nghiệm Redigis mà dùng gọi là omega, dầu cá omega 3 đấy. Nhưng mà đây là dạng tinh chế và là icosapent 18 chứ không phải là các cái loại bình thường chúng ta vẫn nhìn thấy. Và biệt dược vừa mới được FDA cách đây độ 1-2 tuần cấp phép để sử dụng để phòng ngừa biến cố tim mạch, đấy chính là Vanzepa, là cái thứ mà chúng ta kết hợp vào với cả các điều trị statin của chúng ta. Thế thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta làm giảm biến cố tim mạch nhờ kiểm soát statin, nhờ kiểm soát kháng đông. Và bên cạnh đó thì trong năm 2019 chúng ta còn có một thử nghiệm rất là quan trọng gọi là thử nghiệm Concord, là lúc đó chúng ta dùng Concisin và chúng ta làm giảm thêm được biến cố sau nhồi máu cơ tim. Và đây là sử dụng cái biến là Concisin liều thấp 0.5 mg. Chúng ta thấy là gì ạ? Làm giảm biến cố tim mạch nói chung và đặc biệt quan trọng là gì ạ? Là giảm cái tỷ lệ đột quỵ. Lý do vì sao chưa biết. Nó có một cái tác dụng phụ là gì ạ? Có thể tăng viêm phổi. Lý do vì sao cũng không biết. Và cái đó chúng ta còn phải có để tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên đây là thử nghiệm ngẫu nhiên lâm sàng với số lượng bệnh nhân cỡ khoảng 4.800 và nhìn cho chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Một cái thuốc cũ chúng ta tưởng là không thể dùng làm gì, bây giờ có thể dùng. Trước đây chúng ta dùng Concisin cho cái việc mà viêm màng ngoài tim tái phát, bây giờ chúng ta có thể thêm dự phòng biến cố sau nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó chúng ta có thử nghiệm DAPA, HF vân vân đấy ạ. Và để chúng ta một lần nữa khẳng định được cái vai trò của cái câu chuyện điều trị dự phòng bằng những cái thuốc đái tháo đường mới ức chế SGLT2 trong cái việc làm giảm biến cố tim mạch và tử vong của bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt quan trọng là đối với cả châu Âu, người ta đưa lên bậc đầu tiên. Đối với cả khuyến cáo ADA vừa mới công bố năm 2020 cuối 2019 và đầu 2020 vừa rồi thì người ta vẫn đưa metformin lên hàng đầu. Tuy nhiên là châu Âu vẫn coi là gì ạ? Vẫn là coi cái câu chuyện chúng ta phải đánh giá nguy cơ tim mạch và lúc đó chúng ta lựa chọn ức chế SGLT2 hoặc đồng vận GLP-1 như là cái thuốc đầu tay để ra điều trị và kiểm soát. Bởi vì người ta thấy cái tầm quan trọng của việc kiểm soát yếu tố nguy cơ tim mạch đối với cả biến cố nhồi máu cơ tim. Và nếu chúng ta càng kiểm soát yếu tố nguy cơ càng tốt thì rõ ràng là tỷ lệ biến cố của chúng ta sau khi chúng ta bị biến cố mạch vành càng thấp. Và bên cạnh đó cần phải nhấn mạnh hết sức là ngoài những câu chuyện chúng ta đang nói thì hoạt động thể lực là vô cùng quan trọng. Và hoạt động thể lực là gì ạ? Người ta thấy là gì? Nếu chúng ta hoạt động thể lực đều đặn thì chưa chắc chúng ta đã làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, nhưng mà làm chúng ta có thể hạn chế được bớt những cái tổn thương liên quan đến nhồi máu lúc chúng ta bị nhồi máu. Vậy thì hãy tập luyện, chúng ta có thể vẫn bị nhồi máu nhưng diện nhồi máu nó sẽ bé hơn, chúng ta sẽ sống tốt hơn và biến cố lâu ngày nó sẽ ít hơn. Thì đấy là những cái nhóm liên quan đến câu chuyện hội chứng mạch mãn tính. Chúng tôi xin đi tiếp vào phần thứ hai, là cái phần cũng tiếp theo là hội chứng mạch vành cấp tính. Thì nó liên quan đến những cái thứ trong năm 2019, bao gồm có sự phát triển mới của đồng thuận toàn cầu năm 2018, vai trò của CCDA trong ACS, trong hội chứng mạch cấp, và có rất nhiều những cái thử nghiệm liên quan đến việc điều trị trước can thiệp hội chứng mạch cấp như thế nào, cũng như là lựa chọn thời điểm can thiệp và chiến lược can thiệp ở cái nhóm STEMI hoặc là non-STEMI có nguy cơ cao. Thì việc đầu tiên là gì ạ? Là chúng ta nhìn thấy một cả một cái chặng đường nó thay đổi cái quan điểm về cái mảng xơ vữa. Trước đây cái thay đổi rất là nhiều, và đến năm 2020 thì người ta coi cái mảng xơ vữa là một thành phần bao gồm có 3 yếu tố khác nhau quyết định xem cái mảng xơ vữa có nứt vỡ hay không. Đó là thay đổi về yếu tố chống đông, đó là về rối loạn của chức năng tế bào nội mạc và liên quan đến các yếu tố về mặt huyết động, ví dụ huyết áp vân vân. Và chính vì thế nên người ta coi cái mô hình chuyển dịch của cái mảng xơ vữa là liên tục và một cách gọi là xảy ra một cách tiếp diễn liên tục giữa hội chứng vành cấp và mạn tính xoay quanh cái mảng xơ vữa, và có rất nhiều yếu tố khác nhau để kiểm soát cái quá trình này. Và chính vì thế cho nên là đối với cả cái câu chuyện là gì ạ, hội chứng vành cấp hay là mạn tính, thì một thứ quan trọng bậc nhất cho phép chúng ta biết được cái tính bất ổn của mảng xơ vữa chính là troponin siêu nhạy. Và phác đồ 1 giờ đã được đưa được vào thực tế lâm sàng từ năm 2016, nhưng còn rất nhiều, cần rất nhiều những cái minh chứng khác. Và đến năm 2019 thì có 2 thử nghiệm cơ bản là thử nghiệm historic và thử nghiệm thứ hai là rapid TNT cho thấy là gì ạ? Chúng ta hoàn toàn thể dùng phác đồ 1 giờ để loại trừ một cách an toàn những bệnh nhân vào viện của chúng ta vì đau ngực. Vào viện vì đau ngực, chúng ta làm theo protocol 1 tiếng, nếu thấy troponin nó không tăng, ALE chúng ta có thể cho về. Và trong vòng 30 ngày, 90 ngày thì lệ biến cố nó giống như là cái nhóm khác. Như vậy là chúng ta có thể cho về an toàn một cách nào đó. Thế thì tuy nhiên là gì ạ? Có rất nhiều những bệnh nhân, cỡ khoảng 50-60% những bệnh nhân là gì ạ? Cũng không rõ là âm tính, không rõ là dương tính và nó nằm ở giữa, thì chúng ta làm gì? Và kể cả chúng ta làm giờ thứ 3, giờ thứ 6 nó vẫn nằm ở khoảng xám, chúng ta cũng không thể biết được bệnh nhân này như thế nào. Thì lúc đó nó có một thử nghiệm tiếp theo là chúng ta đánh giá cái chụp cắt lớp vi tính, thì thử nghiệm gọi là thử nghiệm PROTECT. Trong đó là trước đây về mặt lịch sử đã có rất nhiều thử nghiệm cho thấy là cái việc chúng ta chụp cái CCA cho những bệnh nhân đau thắt ngực mà cấp tính thì có thể giải quyết được, biết được, thay đổi được cái tiên lượng người bệnh. Tuy nhiên năm 2019 thử nghiệm PROTECT cho thấy là gì ạ? Là đối với cả troponin, chụp thêm cắt lớp vi tính cũng không có gì thay đổi thêm. Và kết quả là cũng tương tự như vậy, cũng không có gì khác biệt giữa cái nhánh là được chụp các lớp vi tính với cả troponin. Như vậy trong bối cảnh của chúng ta, đối với cả hội chứng vành cấp, đối với những cái đau thắt ngực mà chúng ta đang nghi ngờ, cái việc chúng ta làm sàng lọc thường quy troponin hoặc là các marker khác là quan trọng bậc nhất.
Thế còn tương lai chúng ta đang chờ đợi, và đây là một cái thử nghiệm để cho chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Trong hội chứng mảnh cấp chúng ta vẫn có thể chụp CCTA, đo được MFA, CT và trên cơ sở đó quyết định được cái hướng điều trị là như thế nào. Cần đây nhất là gì ạ? Là có một thử nghiệm hết sức đáng lưu ý là người ta dùng một thiết bị đặc biệt là người ta để theo dõi cái thay đổi của điện tâm đồ trong buồng tim, gọi là thử nghiệm Alert Child. Có rất nhiều các công ty ở California đã bỏ tiền vào đây để hy vọng nó làm thay đổi cuộc chơi. Thử nghiệm này được công bố trong TCT 2019 đấy ạ, trên gần 1.000 bệnh nhân dùng một cái máy để theo dõi sự thay đổi VST, và người ta thấy là gì ạ? Là dùng cái máy này có thể báo động cho bệnh nhân đến bệnh viện được sớm hơn, tuy nhiên nó không làm thay đổi số phận cuộc chơi. Như vậy là gì ạ? Chúng ta có thể dùng thiết bị để phát hiện ở những bệnh nhân có nguy cơ rất cao nhưng không có gì thay đổi hết. Có lẽ là chúng ta cần các thiết bị nhạy hơn, hoặc là cái cách tiếp cận nó phải khác biệt ngoài câu chuyện này. Thế thì đấy là cái nhánh gọi là liên quan đến chẩn đoán. Nhánh thứ hai liên quan đến điều trị trước viện. Trước đây chúng ta có là gì ạ? Aspirin, clopidogrel hoặc là các thuốc chế P2Y12 hoặc enoxaparin thì như thế nào? Thì năm 2019 có một thử nghiệm, chúng ta nhớ là cách đây 1-2 năm, người ta làm cái rất đơn giản. Thở oxy có lợi cho STEMI hay không? Câu trả lời là không. Tiếp theo, thở oxy có lợi một cách thường quy cho non-STEMI hay không? Câu trả lời cũng là không. Như vậy, chúng ta không cần làm cái động tác thừa như thế, trừ phi SpO2 nó làm giảm sút đi rất là nhiều. Thứ hai là gì ạ? Đối cả các câu chuyện tiền tích nghi trong STEMI không hề hiệu quả. ESC đưa ra 2 nghiên cứu cho thấy tất cả các câu chuyện tiền tích nghi bằng thuốc, bằng các biện pháp cơ học là vô ích. Trước đây chúng ta nghĩ là gì? Chúng ta có thể băng gây thiếu máu chi để làm tiền tích nghi tốt hơn. Bây giờ điều này không hiệu quả. Như vậy tóm lại, những cái câu chuyện mà để làm những biện pháp ngoài oxy, morphine, nitrate v.v. là không hiệu quả. Thế còn thuốc thì sao? Chúng ta nhìn thấy rất là rõ, khuyến cáo là gì ạ? Ưu thế là các thuốc tiểu cầu mới cho trong ACS. Nhưng trong năm nay chúng ta cũng đã có những nghiên cứu đối đầu trực tiếp với các kháng tiểu cầu mạnh giữa pasugrel và cả clopidogrel của thử nghiệm ISA React 5 đấy ạ, cho thấy là gì ạ? Là pasugrel có thể làm giảm bớt cái tỷ lệ chảy máu, trong khi đó tỷ lệ biến cố là tương đương. Chúng ta có gì ạ? Đối với cả liều nạp P2Y12 thì như thế nào? Nếu troponin âm tính, liều nạp là vô tác dụng. Còn đối với cả cái câu chuyện là troponin dương tính thì lúc đó liều nạp mới có ý nghĩa. Thế thì nếu mà nạp như vậy chúng ta sử dụng cái gì? Có hai thử nghiệm rất đáng chú ý với cả chúng ta, đó là kháng tiểu cầu cho bệnh nhân ACS trên 70 tuổi. Thử nghiệm Popular S cho thấy là gì ạ? Đối với những bệnh nhân trên 70 tuổi, cái việc chúng ta sử dụng clopidogrel hay các thuốc mạnh hơn là tương đương liên quan tỷ lệ biến cố. Như vậy là chúng ta có thể lựa chọn nếu chúng ta nghi ngờ câu chuyện đó và làm giảm đỡ được những cái bệnh nhân của chúng ta đối các nguy cơ chảy máu, vì người Á Đông chúng ta thường có nguy cơ chảy máu cao hơn. Thứ hai là gì ạ? Một thử nghiệm khác và được gọi là thử nghiệm xuống thang, tức là nếu chúng ta đánh giá bằng gen đối với cả những bệnh nhân sau STEMI, chúng ta làm gen, nếu mà có bất thường về cái gen chuyển hóa CYP2 C19 ấy, thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng các loại mạnh hơn như pasugrel hoặc ticagrelor, còn loại bình thường chúng ta dùng clopidogrel. Kết quả cho thấy biến cố chung mà gộp chung cả về vấn đề chảy máu thấp hơn. Như vậy rõ ràng chúng ta có thể điều trị xuống thang nếu chúng ta định lượng các cái gen này mà không làm thay đổi kết quả. Điểm đặc biệt quan trọng khác nữa là có một thử nghiệm gọi là thử nghiệm Tika Korea, đánh giá về kháng tiểu cầu cho ACS bệnh nhân châu Á, cũng được công bố trong TCT 2019. Chúng ta thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta so sánh hai nhánh, một nhánh là sử dụng ticagrelor, một nhánh pasugrel, chúng ta nhìn thấy là sau một khoảng thời gian cỡ khoảng sau 180 ngày tỷ lệ biến cố về mặt chảy máu bắt đầu tăng lên. Như vậy ở người châu Á chúng ta có thể thay đổi cái cách suy nghĩ trong vòng 180 ngày đối với những bệnh nhân có nguy cơ cao, những cái can thiệp phức tạp, gánh nặng tiểu cầu lớn thì chúng ta ưu tiên ticagrelor, còn sau đó chúng ta có thể chuyển sang clopidogrel hoặc là chúng ta áp dụng theo đường lối của tai loa, chúng ta bỏ luôn aspirin đi và như vậy vẫn duy trì được cách bảo vệ mà đỡ đi được câu chuyện cho bệnh nhân. Thì đấy là những cái việc mà nạp thuốc kháng tiểu cầu trong hội chứng mảnh cấp như thế nào, thuốc nào. Câu chuyện tiếp theo là gì ạ? Chúng ta nạp statin như thế nào thì hợp lý? Thì có một thử nghiệm được công bố là thử nghiệm CQ-PCI, cũng được công bố trong TCT LSC năm 2019, đánh giá trên gần 4.100 bệnh nhân, trong đó người ta dùng statin liều cao atorvastatin 80mg, sau đó duy trì luôn hàng ngày 40mg atorvastatin, người ta xem như thế nào. Kết quả cho thấy thực ra là khá là tương đồng, chỉ có cái nhánh nào mà có can thiệp thì có hiệu quả. Và đặc biệt quan trọng là gì ạ? Là trong vòng 2 tiếng, trước 2 tiếng thì nó vẫn có hiệu quả bảo vệ. Như vậy chúng ta nên nạp statin để cho bệnh nhân có được hiệu quả bảo vệ. Và nếu cái thời gian nạp mà loanh quanh trong vòng 2 tiếng thực sự tác dụng bảo vệ cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân được làm can thiệp. Như vậy là câu trả lời về câu chuyện là sử dụng liều statin nạp như thế nào là rất cần thiết và chúng ta nên duy trì luôn liều cao ở trong bệnh viện. Bởi vì đây tất cả các khuyến cáo đều đưa được LC threshold xuống thấp hơn và bây giờ cái việc nạp liều cao, duy trì liều cao là an toàn. Tiếp theo là gì ạ? Là đấy là chúng ta đã điều trị trước viện rồi, đã điều trị trước can thiệp rồi. Vậy chúng ta tái thông vào lúc nào? Thì rõ ràng là các dữ liệu đều cho thấy là gì ạ? Những năm gần đây có xu hướng điều trị là sớm hơn. Năm 2017 chúng ta còn có cái ngưỡng là 72 tiếng, đến năm 2014
người ta đề nghị là gì ạ? Cố gắng non STEMI, chúng ta cố gắng làm trong 24 tiếng. Thế thì thậm chí là người ta còn đặt ra câu hỏi, thế nếu làm trong 12 tiếng thì sao? Người ta thấy là có thử nghiệm ngẫu nhiên lâm sàng là VECDIC được công bố năm 2018 đấy ạ, cho thấy là nếu chúng ta làm can thiệp sớm trong vòng 12 tiếng cho non-STEMI, non-STEMI nhé, STEMI là đương nhiên chúng ta làm luôn, còn non-STEMI nếu chúng ta làm trong vòng 12 tiếng thì nó chỉ có lợi nếu như bệnh nhân có gì ạ, có lâm sàng rõ, troponin tăng cao, điểm RAS trên 140. Vậy nếu bệnh nhân vào viện chúng ta STEMI can thiệp ngay, nếu non-STEMI RAS cao, troponin tăng, còn nó ngược rõ, AD làm can thiệp sớm, nó cũng đem lại lợi ích cho bệnh nhân và rút ngắn thời gian nằm viện một cách không cần thiết. Kể cả những bệnh nhân cao tuổi, bởi vì sao người ta thấy là gì ạ? Tuổi không còn là chống chỉ định của ACS. Nhìn trên thang điểm này chúng ta nhìn thấy tuổi càng cao càng chạm vào ngưỡng 90, lúc đó hiệu lực benefit nó mới giảm dần. Như vậy là 87, 85 vẫn can thiệp tốt, vẫn có lợi cho người bệnh và đừng trì hoãn, bởi vì trì hoãn nó sẽ làm gia tăng tử vong cũng như là suy tim trong viện. 89, 90 thì thôi, bởi thực ra nó bắt đầu chạm đến cái ngưỡng mà benefit của nó xuống rất ít. Đấy là câu chuyện mà chúng ta thảo luận. Và một lần nữa, những cái bằng chứng gọi là phân tích gộp ở trên cái câu chuyện là can thiệp sớm hay trì hoãn cho non-STEMI rất là rõ. Và gì ạ? Ưu thế sẽ nghiêng về can thiệp sớm cho non-STEMI đối với những bệnh nhân mà có tăng men, các cái men rất là rõ, đối với những bệnh nhân người cao tuổi, bệnh nhân đái tháo đường hoặc điểm RAS cao. Vậy tất cả những nhóm này là những nhóm được hưởng lợi nhờ cái việc chúng ta đẩy mạnh cái việc chúng ta làm can thiệp sớm. Đừng trì hoãn, đừng thấy rằng gì ạ, trong khuyến cáo có 72 tiếng mà chúng ta chờ đợi 3 ngày là việc vô ích. Một thử nghiệm khác cũng rất được quan trọng và được rất nhiều người nói đến, đó là thử nghiệm COMPLETE đấy ạ. Thì đây là thử nghiệm tái thông STEMI toàn bộ so với cả một phần trong nhồi máu cơ tim cấp. Người ta thấy là gì ạ? Là nếu trong nhồi máu cơ tim cấp, nếu chúng ta tái thông toàn bộ, hiệu quả nó sẽ cao hơn. Và như vậy là chúng ta sẽ cố gắng tái thông toàn bộ trong một thì nếu bệnh nhân ổn định, hoặc là trong một lần nằm viện, đừng có vội vàng làm ngay. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Là đâu đó nó có cái sự trồng lấn giữa STEMI là các cái vùng mà nhồi máu cơ tim mà diện tắc lớn và non-STEMI. Thế đối với cả non-STEMI tái thông toàn bộ hay một phần thì đây là cái nghiên cứu theo dõi dọc gần trên 38.000 ca được công bố trong TCT vừa rồi. Người ta cũng thấy là gì ạ? Là nếu non-STEMI, nếu chúng ta tái thông toàn bộ nó cũng có lợi. Tuy nhiên cái việc có lợi này nó chỉ xảy ra và nó ở một số bệnh nhân thôi, còn một số nhóm bệnh nhân sẽ không được hưởng lợi. Đấy là những nhóm như thế nào? Ví dụ những nhóm có đái đường, những nhóm có suy thận, những nhóm có EF thấp. Vậy nếu EF thấp mà chúng ta làm tái thông toàn bộ là coi chừng chúng ta sẽ dính đại. Vì sao ạ? Vì lúc làm chúng ta làm can thiệp, chúng ta làm giảm tiếp EF. Vậy tóm lại, bệnh nhân vào viện của chúng ta, non-STEMI hay STEMI, chúng ta cố gắng tái thông toàn bộ. Nhưng nếu như bệnh nhân có suy thận, có chức năng EF giảm, có đái tháo đường, chúng ta cần thận trọng một chút và lùi lại một tí, chỉ làm động mạch thủ phạm, như vậy nó sẽ tăng tính an toàn của chúng ta hơn. Còn đối với cả sốc tim, rõ ràng chúng ta không nên, bởi vì từ năm ngoái chúng ta đã thấy can-quick shock là gì ạ? Là nếu chúng ta tái thông nhiều mạch ở trong sốc tim, chúng ta tăng tỷ lệ chết nhiều hơn. Thế năm 2018 thì nó còn có một cái rất là quan trọng là Hội Tim Mạch Can thiệp Hoa Kỳ đưa ra cái khuyến cáo mới về phân loại về sốc, trong đó đưa ra ABCD, trong đó là phân rõ là ở cái mức độ nào, triệu chứng như thế nào, chúng ta sẽ làm gì và tỷ lệ tử vong ra sao. Đây sẽ là câu chuyện để chúng ta nói chuyện trong năm 2020, đây chúng ta thực sự cần làm nhiều việc khác. Thì bên cạnh cái câu chuyện đó, nó có một chi tiết rất quan trọng là nếu sốc tim hoặc là có ngừng tim hoặc là cấp cứu ngừng tuần hoàn, chúng ta có làm can thiệp hay không. Thì trước đây là gì ạ? Là cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoài viện, phục hồi được tuần hoàn rồi, nếu SC chênh lên chắc chắn chúng ta làm gì? Can thiệp. Còn nếu SC không chênh thì sao? Thì năm 2019 có thử nghiệm rất quan trọng là thử nghiệm COAX. Thử nghiệm COAX cho thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công, có nhịp tim trở lại, ghi được điện tâm đồ, ST không chênh thì cái việc chúng ta chụp mạch vành ngay, sống còn nó sẽ ít đi. Lúc đó chúng ta cần hồi sức các cái khác, thậm chí hạ thân nhiệt, ECMO v.v. để nó tốt hơn, rồi lúc đó chúng ta mới làm can thiệp. Như vậy nếu cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công, ST chênh lên, can thiệp luôn. ST không chênh, từ từ đã, hồi sức những cái khác rồi sau đó làm can thiệp thì nó sẽ tốt hơn. Thì đấy là những cái câu chuyện liên quan đến việc thời điểm làm can thiệp như thế nào. Thế còn đối với cả câu chuyện là gì ạ? Trong lúc làm can thiệp thì chúng ta có cái công cụ gì mới? Thì năm 2019 có thử nghiệm mới gọi là thử nghiệm BioSTEMI, cho thấy cái ưu thế của cái stent phủ thuốc thế hệ mới. Cái mắt stent nó rất là mỏng và nhờ vậy nó sẽ giúp cho các biến cố được ít hơn. Ngoài ra là gì ạ? Để ta nhấn mạnh cái câu chuyện là có rất nhiều các cái thăm dò khác ở trong lòng động mạch vành. Trước đây chúng ta chỉ cần đặt stent xong dừng lại, bây giờ chúng ta cần rất nhiều các cái thăm dò khác để chúng ta tìm ra được các cái dạng khác nhau của cái câu chuyện là gì ạ? Là nhồi máu cơ tim hoặc là non-STEMI mà không có tắc các mạch lớn, ví dụ như là lóc tách mạch vành, ví dụ huyết khối, co thắt, viêm cơ tim vân vân. Thì đấy là những cái thứ khác nhau và chúng ta còn có nhiều cái thứ khác để trao đổi. Vậy tóm lại để ý kết luận, chúng ta nhìn thấy một cái năm vừa qua với rất nhiều các thử nghiệm lâm sàng, trong đó bản chất câu chuyện là được đưa ra cái khái niệm hội chứng vành mạn tính để cho nó vừa dễ dàng vừa thống nhất trong câu chuyện điều trị. Và chúng ta thấy hội chứng mạch vành cấp tính hay mạn tính là cái dạng luân chuyển liên tục xung quanh cái mảng xơ vữa.
và điều quan trọng bậc nhất là gì ạ? Là động học của chỉ điểm sinh học. Multi-slide CT cho đến thời điểm hiện tại chưa chứng minh được vai trò kể cả trong hội chứng vành cấp. Vành mạn thì ok, nhưng vành cấp thì chưa ok. Và cái đó chúng ta còn phải chờ đợi thử nghiệm pre-slide một vài năm tới. Đối với chứng vành cấp, quan trọng nhất là chúng ta phát hiện được cái tính chất động học. Và vì vậy, xin vui lòng các bạn đồng nghiệp của chúng ta hãy làm thường quy troponin để biết được cái tính chất động học đấy như thế nào. Sau đó rồi cố gắng tái thông mạch vành sớm. Và bây giờ là gì? 24 tiếng. Đừng chờ đợi lâu hơn, vì nó chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Và đồng thời nó làm tăng các biến cố khác, kết hợp với cá thể và điều gọi là điều trị, cũng như là các xu thế mới mà chúng ta sẽ nhìn thấy năm nay, năm tới, có thể sẽ là xu hướng chỉ còn dùng một thuốc kháng tiểu cầu mạnh mà thôi, bởi vì thế là đủ, đặc biệt với những bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao. Đối với chứng mạch vành mạn tính thì rõ ràng là chúng ta cần phải cân đối các cái câu chuyện là gì ạ? Điều trị nội khoa tối ưu, và đặc biệt qua cái thử nghiệm ischemy mà chúng ta sẽ bàn trong năm sau, chúng ta sẽ thấy nó sẽ làm thay đổi cái cách mà chúng ta nhìn nhận cái cách điều trị của chứng mạch vành mạn tính là như thế nào. Và đấy là phần trình bày của tôi ạ. Xin cảm ơn sự chú ý của bạn đồng nghiệp.